Em chào anh em đã đến với cửa hàng em Thùng Audio Hải Dương. Buổi chiều hôm nay thì rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng này đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, lên được của em khách hàng cho các bác. Rất nhiều đơn của anh em khách hàng khi đặt hàng bên em Thùng Audio, các bác cứ yên tâm. Kể cả những mẫu sản phẩm mic, nếu như trong khoảng thời gian mà mưa gió thì bên em sẽ bọc rất là cẩn thận để đảm bảo là hàng thiết bị điện tử đến tay người tiêu dùng chúng ta có thể sử dụng được ngay, tránh tình trạng lỗ máy móc xảy ra. Các trang thiết bị âm thanh, những bộ combo thì bên em sẽ bọc thêm lớp bìa cắt tông bên ngoài để hỗ trợ chống sốc, chống va đập tốt hơn nhé. Và ngoài ra thì hôm nay thì các bác thấy rất nhiều đơn hàng của anh em này, thiết bị vang này, mic không dây này, đấy, và đẩy công suất nữa, rất nhiều đơn của anh em đã đặt được, và cũng như là các anh em mua hàng của em cũng rất là nhiều. Cảm ơn các anh em khi tin tưởng ủng hộ cửa hàng Thùng Audio Hải Dương. Ngày hôm nay thì có phiên bản vang đi lên rất nhiều, đó chính là Lexus 60. Và hiện tại thì cái phiên bản này thì bên cửa anh em số lượng hàng còn rất là ít, nên là em phải thông báo trực tiếp cho anh em khách hàng. Nếu anh em muốn mua thì ngay bây giờ liên hệ trực tiếp đến Thùng Audio theo số điện thoại bên dưới màn hình, chốt đơn ngay một cái phiên bản vang cơ giá rẻ, dễ sử dụng và âm thanh cực kỳ hay và chất lượng đấy. Và trong kho thì em chỉ còn vài con nữa thôi, thế là em sẽ thông báo cho anh em biết để anh em mua hàng, tránh tình trạng là các bác đợi đến lúc mua thì đang có điều kiện để chúng ta bắt đầu đi mua vang thì lúc đấy lại hết hàng. Lexus 60 Plus, đây là phiên bản vang cơ giá rẻ, dễ sử dụng, và em cũng đã làm rất nhiều video của dòng này rồi. Một trong những phiên bản vang có thiết kế rất đẹp, hàng nhập khẩu loại 1, các nút tính năng mềm nhé các bác. Đây là phiên bản 5 dây nguồn mà em Tùng đã review giới thiệu rất nhiều video trước đó rồi. Lexus 60 Plus được trang bị cho mình rất nhiều tính năng, và chủ yếu sẽ là hiệu ứng âm thanh echo để hỗ trợ cho giọng hát anh em trở nên ngọt ngào hơn, với giải âm thanh của delay repeat và cộng thêm với giải bass trung chép cho anh em chỉnh âm thanh echo, hay là bass trung chép chỉnh mic, chỉnh nhạc. Đây là các tính năng này thì đa phần anh em nhận hàng về sử dụng được ngay rồi, bởi vì vang cơ thì nó không cần chỉnh quá cầu kỳ chi tiết, chúng ta chỉ cần chỉnh cho em hai cái tính năng đó là delay repeat thôi là chúng ta đã có một cái hiệu ứng vang nhại rất ngọt rồi. Và thậm chí anh em có thể vặn cho em ba phím chiết áp ở đây, chúng ta có thể trải nghiệm thanh em tức đến từ mẫu sản phẩm vang Lexus 60, và cho em echo tổng, và cho em phần mic hay là phần nhạc để chế tạo âm thanh nhạc khi chúng ta nghe và trải nghiệm âm thanh nhạc. Đấy, rất nhiều tính năng được tích hợp trên dòng vang Lexus 60. Ngoài ra thì chúng ta có thể cấp tín hiệu nhạc và nghe nhạc qua rất nhiều đường cổng tín hiệu nhạc hiện đại và thông minh, USB, cổng quang, Bluetooth, đường aux chống độ truyền thống, cách nhấn input chuyển cổng tín hiệu cho em. Đấy, và kết nối được các thiết bị âm thanh cơ bản như cục đẩy công suất này, hoặc là ghép âm ni. Rất nhiều bác sử dụng vang Lexus 60 Plus để nâng cấp âm ni cho ra một chất lượng âm thanh rất là chuyên nghiệp và rất là hiệu quả, với thiết kế giao diện đẹp mắt và đầy đủ tính năng tiện nghi cho anh em nâng cấp dàn máy, bộ dàn âm thanh gia đình. Có thêm một cái thiết bị vang nó sẽ hỗ trợ cho giọng hát của anh em trở nên chuyên nghiệp hơn. Còn về phần chất âm thì ngay bây giờ của anh em trải nghiệm âm thanh lại một nữa trước khi lên đường gửi hàng đi cho anh em khách hàng với dòng vang Lexus 60 Plus nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, 1 2 5 6 7 8 9 10. Anh em thấy thế nào với chất âm đến từ dòng vang Lexus 60 Plus ạ? Phiên bản vang cơ giá rẻ đấy các bác, nhưng mà âm thanh thực sự là không rẻ một chút nào, đúng không ạ? Điều ứng âm thanh ngọt ngào, chuyên nghiệp, và giải âm thanh echo rất là dễ hát, độ linh tiếng vang vọng lại trên những cặp loa hỗ trợ giọng hát của em, kéo dài cái âm tiết ra chúng ta hát nó sẽ có độ luyến ánh ngân nga tốt hơn giải echo. Cộng thêm các tính năng hiệu ứng mang lại cho anh em phòng hát gia đình chuyên nghiệp, và đây là phiên bản có thể gọi là dễ sử dụng nhất mọi thời đại rồi các bạn. Phiên bản vang cơ giá rẻ và rất nhiều anh em lựa chọn phiên bản này, chắc là đứng top đầu với độ bán chạy đây. Và giá thành chỉ có 1,1 triệu một con thôi, em nghĩ là anh em có đủ khả năng để chúng ta mang nó về phòng hát gia đình chơi và trải nghiệm âm thanh gia đình một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Và ngày hôm nay thì có rất nhiều đơn hàng của anh em với phiên bản Lexus 60, em Tùng tiếp tục làm thêm video nữa trước khi gửi hàng cho anh em nhé. Đã bắt đầu chuẩn bị lên đường rồi, anh em đã có nhu cầu cần mua trang bị âm thanh xin em đã tốt thì lại trực tiếp liên hệ Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336 để đặt hàng và sở hữu ngay cho mình trang bị âm thanh giá rẻ cực kỳ chất lượng bên cả anh em đang xả hàng các bác nhé.